đình chỉ hoạt động 9 tháng thẩm mỹ viện hút mỡ cho thai phụ, phạt 155 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với thẩm mỹ viện Sophie International, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 155 triệu đồng với các lỗi vi phạm gồm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Ngoài ra, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng, buộc tháo gỡ, xóa những nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Trước đó, một nữ bệnh nhân 28 tuổi, ngụ Hà Nội, tìm đến thẩm mỹ viện Sophie International tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng. Bệnh nhân sau đó được nhân viên của cơ sở này đưa đến bệnh viện thẩm mỹ MK, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm, ký giấy cam kết và tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng, lưng, vai, bắp tay, ngách và cắt, căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân trở về Hà Nội thì có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân đã mang thai 8 tuần. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác định thẩm mỹ viện Sophie International chưa được cấp phép thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng. Bé 22 tháng tuổi tử vong do vi khuẩn không xác định. Ngày 25 tháng 12, ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, Hải Dương, cho biết, đơn vị vừa gửi báo cáo tới Sở Y tế Hải Dương về việc bệnh nhi 22 tháng tuổi ngụ xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc tử vong do vi khuẩn không xác định. Sau khi thăm khám, các bác sĩ trung tâm chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi nặng và nhiễm trùng đường ruột nên tiến hành điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, các y bác sĩ không xác định được vi khuẩn gây bệnh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ trung tâm chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi nặng và nhiễm trùng đường ruột nên tiến hành điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, các y bác sĩ không xác định được vi khuẩn gây bệnh. Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhi khó thở, người tím tái. Các y bác sĩ cho bệnh nhi thở oxy, khí dung thuốc giãn phế quản. Đến 12 giờ cùng ngày, bệnh nhi bị suy hô hấp nặng và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Dương. Tuy nhiên, do tình trạng của bệnh nhi tiếp tục xấu nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến 23 giờ cùng ngày, bệnh nhi tử vong. Nhận được thông tin bé tử vong, gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân cũng như quy trình điều trị tại trung tâm. Sáng nay xét xử lưu động vụ án hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. 6 giờ 30 phút sáng, sân vận động tỉnh Điện Biên, nơi diễn ra phiên tòa lưu động xét xử vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, sát hại đã có nhiều người dân đến theo dõi. 9 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này. 9 bị cáo trong vụ án này gồm Vi Văn Toán, sinh năm 1982, bị truy tố về các tội giết người, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Toán là chủ mưu trong vụ án chấn động dư luận này. Bùi Văn Công, sinh năm 1975, bị truy tố về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Vương Văn Hùng, 1984, phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Là, Lương Văn Hùng cùng phạm tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Trương cùng phạm tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975, phạm tội không tố giác tội phạm. Trong vụ án chấn động dư luận này, đối tượng Vi Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu, thuê nhóm của Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng bắt cóc Cao Mỹ Duyên để yêu cầu bà Trần Thị Hiền, mẹ nạn nhân, phải trả nợ tiền mua ma túy. Một nguồn tin cho hay, Trần Thị Hiền mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, bị can trong một vụ án khác, sẽ không được triệu tập tới phiên tòa vì không liên quan đến vụ án này.